Mến chào các bạn. Ở trên tay mình đây là hai quả bắp Mỹ, mà loại bắp này là bắp còn tươi nha các bạn. Mình bấm là nó ra sữa rồi nha. Hôm nay mình sẽ làm sữa bắp tươi. Mà cái nguyên liệu để làm đây là phải là bắp Mỹ các bạn nha. Chứ nếu mà mình làm bằng bắp trắng thì nó dẻo nhưng mà nó không có cái mùi thơm. Bắp Mỹ thì nó có mùi thơm. Và như đầu tiên là khi mà mình mua là nó còn cái vỏ ở bên ngoài, nhưng mà đây là mình lột cái vỏ ở bên ngoài ra rồi các bạn. Với mình cũng đã nhặt đâu nó sạch sẽ rồi nha. Và bây giờ là coi như đầu tiên á, đây là những cái nguyên liệu mà để mình làm nữa này các bạn, là mình cần có thêm một bịch sữa tươi, sữa có đường hoặc không có đường cũng được nha các bạn. Đây là đường cát và mình cũng có thêm sữa đặc nữa nha. Bây giờ đầu tiên á là mình bào cái bắp Mỹ này nó ra nhỏ các bạn ha. Mình cứ bào đều cho nó hết, tròn đều cho nó hết thì mình bào cho nó tới sát cùi luôn nha các bạn ha. Mình cứ bào như vậy cho nó hết hai quả bắp luôn ha. Rồi khi mình đã bào hai quả bắp ra thì nó sẽ được như vậy nè các bạn ha. Mình sẽ bỏ vô cối sinh tố để mình xay cho nhuyễn nha. Cái này nó có thể là nó nhiều quá, mình chắc xay một lần hết rồi. Và đây là nước sạch nha, mình sẽ chế vô. Mình làm hai quả bắp thì mình có thể dùng khoảng 1 lít nước nha các bạn. Và đây là nước mà mình chế vô để mình xay thôi. Mình sẽ gài vô này nha. Sau khi mình đã xay rồi các bạn, mình sẽ đổ vô cái túi để mình lọc nha các bạn. Tráng, mình lấy nước mà cái hồi mình đã đong sẵn đó các bạn nhé. Tại vì mình làm hai quả bắp á thì mình làm khoảng 1 lít nước. Mình đã đong sẵn rồi thì mình chỉ có bắt ở trong cái phạm vi nước đó thôi thì nó mới đặc như các bạn. Chứ nếu mà mình làm loãng quá thì cái sữa nó sẽ không có được ngon. Đây các bạn thấy này, khi mà mình chưa bắt mà cái sữa của nó cũng đã chảy ra rồi nè các bạn ha. Mình bắt đi một lần đi ha. Mình đổ nó qua bên nồi này. Từ nãy giờ là mình mới có đổ vô khoảng nửa lít thôi nha các bạn. Đây còn nửa lít nữa này, mình sẽ bắt khoảng hai lần nữa cho nó ra hết chất nha các bạn. Các bạn thấy không, cái xác của nó cũng vẫn còn chất này các bạn. Thì mình đổ một nửa chai đó vô, mình thấy bóp mình chập nó vẫn ra cái chất bột của nó đấy các bạn ha. Nếu mình chịu khó mình bóp kỹ thì nó sẽ ra hết chất rồi, nó chỉ còn cái xác của nó là mình bỏ đi thôi ha.
mình sẽ làm như vậy thêm một lần nữa cho hết cái số lượng nước này luôn nha các bạn. Sau khi mình đã bắt mình bỏ xác đi rồi các bạn, thì mình bắt lên bếp để mình nấu nha. Mình sẽ bật bếp để mình nấu nè. Cái màu sữa bắp nó sẽ ra được cái màu nó vàng vàng như vậy nè các bạn. Mình nhớ đảo đều để cái bột bắp nó không có bị nằm ở dưới á, nó sẽ bị cháy nha các bạn ha. Mình cứ đảo đều đều như vậy nè các bạn ha. Khi mình khuấy mà đã gần gần sôi rồi các bạn, mình thấy khói nó bốc lên này, nó gần gần sôi rồi thì mình sẽ cắt cái vịt sữa mà không đường á, sữa tươi không đường mình chế vô nha các bạn. Các bạn thấy nó sẽ chuyển qua cái màu trắng đục đục ha. Mình cũng cho thêm vô khoảng một muỗng đầy sữa có đường ha. Mình cũng cho khoảng, tại vì đây là 1 lít nước, mình mới cho có 1 muỗng sữa có đường à. Mình sẽ cho khoảng cỡ 3 muỗng đường nữa nha. Như vậy thì cái độ ngọt nó cũng vừa thôi, chứ nó cũng không có ngọt lắm đâu nha các bạn. Rồi và mình sẽ cứ vậy mình đảo cho nó tan đi và cho tới lúc mà nó sôi đều là được nha các bạn. Các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp ha. Cái màu vàng mà nó có cái màu đục đục của sữa nha các bạn. Nó sắp sôi lên đều rồi các bạn. Thấy không? Đó các bạn thấy không? Mình khuấy từ nãy giờ, bây giờ nó chuẩn bị sôi rồi này các bạn. Đây này, đã sôi nhiều rồi. Như vậy là được rồi ha các bạn ha. Vậy là mình sẽ tắt bếp nha. Tôi sợ nó trào á các bạn ha. À, mình đã nấu xong một nồi sữa bắp rồi. Mình sẽ để như vậy khoảng cỡ mấy tiếng đồng hồ cho nó nguội nguội bớt á. Mình sẽ rót nó vô chai rồi mình bỏ vô trong tủ lạnh để mình để uống dần các bạn ha.